Rồi, hello mọi người nha. Mọi người thấy mấy con gì không? Lươn nha mọi người, lươn đồng nha. Hôm nay Giang sẽ hướng dẫn cho mọi người cách làm món lươn chuối nha mọi người. Chuối đó. Nguyên liệu chính hôm nay Giang cũng có chuẩn bị mấy cái này nè. Chuối xay đập ra nha, với chuối miếng nha mọi người. Con này tía tô lá lốt. Con này là đậu hũ với thịt ba chỉ nha. Còn đây là lươn nè. Không thiếu nó là nghệ nha mọi người. Nghệ tạo màu. Giờ mình sẽ chiên cái lươn này qua dầu trước á, để cho nó bớt đi cái mùi tanh của con lươn nha mọi người. Rồi, chiên lươn qua. Chiên sơ thôi nha mọi người, đừng có chiên chín, chiên giòn quá là không được nha. Rồi, giờ tiếp tục qua đây thì Giang sẽ nấu. Mời mọi người cùng làm theo hướng dẫn và cách nấu của Giang nha mọi người. Đó, chiên như vậy là ok nè. Đó, ok chưa? Giờ mình phi hành tím với nghệ lên nha. Đây. Cho dầu vô. Phi lên cho nó vàng nha mọi người. Đó. Tiếp tục nữa cho nghệ vô luôn nha. Rồi. Thì hồi nãy quên giới thiệu cho mọi người cái đây nha mọi người. Riền nha mọi người. Riền sắc sợi cho nó có mùi thơm. Nói chung món này là của người Bắc nha. Đó, khi nào cái lươn mình ấy xong rồi mình bỏ vào đây mình xào sơ luôn. Đó, xào cho cái miếng lươn nó thấm qua nha mọi người. Nói chung này một phần chỗ Giang bán một con. Nó cũng hơi ít nhưng mà tại vì lươn nó mắc á. Xong tiếp nữa mình cho chuối nó vô luôn. Lươn chuối thì mình nấu mình bỏ ra cái dĩa này nha. Rồi xong nữa mình cho cái này vô luôn nha mọi người. Cho chung luôn. Giờ bắt đầu mình qua đây mình nêm nếm nè mọi người. Rồi đây nêm nếm nè mọi người, cho Giang một muỗng hạt nêm ba chỉ ngon. Một muỗng bột ngọt và một xíu đường nha. Đó. Tiếp nữa là mắm tôm nha mọi người. Đây, tôm vô. Ai ăn ít thì cho ít, ai ăn nhiều cho nhiều. Nó đặc biệt là phải có mẻ nha mọi người. Đây là mẻ nè mọi người thấy không? Mẻ này tự Giang làm luôn nè. Mọi người nào mà biết làm mẻ, cách làm mẻ như thế nào ấy, hay chưa biết thì comment phía dưới Giang sẽ hướng dẫn cho mọi người cách làm mẻ nha. Đó, giờ mình sẽ cho nước vô tầm độ 1,5 nha. Rồi ok. Rồi, nấu lên thôi. Nấu lên là một hồi nó có cái độ keo keo kẹo kẹo lại được nha mọi người. Sệt sệt á. Để mình ướp chuối mà. Tí nữa mình sẽ bỏ ra cái dĩa này nha. Nào ăn cái mình đốt mọi người, đốt lên bếp á. Giờ nêm nếm coi thử như thế nào nha. Gà nóng quá mọi người. Ngon á mọi người. Ok, món này rất hợp với người Bắc nha. Cái này nấu xong cần sôi quá nha mọi người. Nó vừa sôi lên là được rồi. Cái mình ra ngoài mình còn đổ lên trên cái mình đổ ra dĩa mình còn nấu trên cái bếp cồn nữa, bếp ga đó. Đó xong rồi hút ra thôi. Cái lương này nãy mấy bạn này mới làm á, mới vô nghề này hướng dẫn nên bạn quên, bạn cũng cắt nó hơi nhỏ nên nấu nó cũng hơi bị nát nha mọi người. Hơi thường thường này phải cắt phút như một cái ngón tay tỏ vậy đó. Nó mới đạt tiêu chuẩn. Rồi vậy thôi. Giờ Giang sẽ cho cái này lên. Cho tí tô lá lốt lên là đạt cho mọi người. Rồi. Rắc tiêu lên nữa là ok. Đây. Cho mấy cái lát ớt này lên nữa cho nó có màu mè nào. Tiêu nữa.
Rồi. Thế nghe, chúc tất cả các bạn thành công nha.